Môn bốn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Phật pháp rộng sâu đắc nhiệm màu. Trong nghiệp một kiếp khó tìm cầu, con đã nghe thấy chuyện trị tụng. Nguyện tỏ cho lời nguyện nhiệm màu. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Bảo Tinh Đà La Ni, quyển 7, phẩm 6, Đà La Ni tiếp theo. Bây giờ, trong chúng có một vị đại phạm thiên vương tên Diệu Âm. Ở vào địa vị thập trụ Ma A Tát. Nó ở trong hàng phạm làm bậc tôn quý trong các phạm. Nó ở trong hàng ma làm bậc tôn quý trong hàng ma. Đó ở trong hàng đế thích là bậc tôn quý trong hàng đế thích. Cho đến nó thì sa môn, tỳ lâu trè, tỳ lâu bá xoa, đời đầu lại tra, đại tự tại, na la chiên, a tô la. Đối với các chúa trời, ấy là đấng tôn quý trong các loại chúa trời. Lúc đó phạm phương diệu âm, biến làm hình sắc đệ nhất nữ nhân, chơi tướng hạo dương mãn, uy nghi đầy đủ, đồ dùng trang nghiêm tháng diệu, mà tự trang nghiêm, ngồi trước Đức Thích Ca Như Lai, chắp tay đang ngồi, đồ dùng hai tay bưng ngọc báu như ý, cũng như Đức Phật, chiêm ngưỡng tôn nhang Đức Phật, mắt nhận nhìn chỗ khác, các càng tịch nhiên chẳng dùng các tướng mà quan sát Đức Như Lai. Thế vậy Đức Thế Tôn bảo phạm thiên diệu âm, vì sao nay mắt ông chẳng tạm nháy tạm chí dùng vô tướng mà quan sát ta vậy? Này thiện nam, có một pháp gọi là Phật sao? Có một vật là danh sao? Như thêm sân si phân minh phiền não, có danh vật tuyên duyên tướng, tướng duyên cho mình duyên hành, cho đến nói rộng tướng diệt, cho mình diệt, hành diệt cũng là như vậy. Phạm Thiên Diệu Âm thưa, quả thật đúng như lời nói của Đức Thánh, vì sao dị mô vô minh chẳng thể được? Thưa Thế Tôn, nếu vô minh chẳng thể được, thì 12 nhân duyên đó từ đâu mà khởi lên? Có thể từ hư không sinh ra sao, mà hư không lại chẳng thể được? Đức Phật nói đúng vậy, này thiện nam, tất cả pháp như hư không. Vì sao? Vì hư không là không vật, không tướng, chẳng phải tối, chẳng phải sáng, chẳng phân biệt, chẳng phải không phân biệt, không thành, không hoại, chẳng thể nói, không một vật, không phân, đều đoạn tất cả vật. Đúng vậy, này thiện nam, Phật pháp chân thế đoạn, Phật pháp như như, Phật pháp chẳng chọn lấy bờ này, bờ kia, Phật pháp chẳng giảm, chẳng tăng. Phật pháp chẳng phải ấm, giới nhập, thể không phân ranh, hoặc thật, hoặc vật, hoặc tướng, tất cả đều không có. Phật pháp không động, không trụ, chẳng dối, đặc đẽ, Phật pháp biết tất cả đường ngôn ngữ nói năng. Khi nói pháp này có 84.000 chúng sinh phát tâm, vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Có ác mà nói, nếu Phật pháp như hư không, chẳng phải vật, chẳng thể nói, thì tại sao Ngài dùng trí tuệ, tinh tấn, phương tiện, cần lao não hại đến tôi, phát cảnh giới của tôi, thậm chí đoạt lấy chúng sinh của cảnh giới tôi. Ngài dạy dạy bảo chúng sinh chẳng đến chẳng đi, không vật huyền thật. Nếu Ngài dạy chúng sinh như vậy thì chẳng thấy phiền não của chúng tôi phát khởi. Vì sao? Vì Ngài. Ngài vì tôi, ở nơi thế giới ta bà này, mà triệu tập vô lượng vô số những Đức Phật Thế Tôn, Đại Bồ Tát và Đại Tinh Văn, Phạm Vương Đế Thích, Trời Hộ Thế, Mê Thủ La, có Đại Thần Thông, có đại gia hộ như vậy, thậm chí rồi rồng già soi cả thức ba Atula Kalola khẩn Na La Ma Hầu La già đại chúng ở tất cả các cõi Phật đều cùng đến đây khắp và khiến cho ông đại phàm không có lòng từ nói chú như vậy. Chúng tôi nghe đều bị đau đầu chịu khổ não lớn, thậm chí còn khiến cho cả trên dưới thân thể tối đủ. Bây giờ lại có 68.000 các ma dương và vô lượng vô biên chúng ma của họ, nhà sau la sát của ba trà thị xá và cực ác, tất cả đồng thanh xuống. Đồ đàn chúng tôi khi vừa nghe chú thì tăng thêm đau đầu, thân đều tối rửa, chịu khổ rất nặng. Đức Thế Ca Như Lai bảo các ma: ta nhớ ngày xưa khi ngồi dưới khai bồ đề đạo tràng, chúng ma quân của ông ở khắp 80 giới tuần và cả trên hư không cũng đầy khắp, muốn đến hại ta, cho đến ngày nay là cũng đem vô lượng câu chi bên chúng đến hại ta. Ta cũng triệu tập vô lượng vô số các Đức Phật Thế Tôn, Đại Bồ Tát cho đến nhân phi nhân khắp nơi như vậy, đã nói tập hội chỉ muốn khiến cho ông và những ma ác nhân phi nhân đã được hàng phục, diệt được tất cả khổ, được niềm vui niết bàn tịch diệt, dạy cho các ông chẳng đến chẳng đi, tánh vô sở hữu, pháp như huyễn hóa. Tất cả chỗ hướng tới, tất cả diệt, tất cả khởi, dòng sông ái, sinh tử đều vô kịp.
cũng vì muốn khiến cho các ông cha tà kiến tất cả chúng sinh để được vào cảnh giới vô duyên niết bàn này. Ma Dương, các ông hôm nay hãy mau chóng phát tâm vô thượng chánh đại chánh giác thì bệnh đau đầu này sẽ được giải thoát. Và dần tu tập đến không thì Phật pháp sẽ được hiện tiền và được cảnh giới của chư Phật, thắng được cảnh giới của ma, tu hành được lợi ích lớn. Lúc bấy giờ, sau muôn 8.000 những ma đùa chúng của ma đồng thanh sướng: Tôi Thế Tôn, chúng con hôm nay phát tâm cho thượng chánh đẳng chánh giác thì làm sao để được Phật pháp hiện tiền, tự tánh không bình đẳng, cho đến được cảnh giới thắng diệu của Phật và lợi ích hy hữu? Có hát ma nói: Giả sử chúng ta sau này mà thân bị bệnh đau đầu nặng thì ta nhất định chẳng theo lời cho định huyễn hoặc như vậy mà phát tâm bồ đề. Bấy giờ đại phạm diệu âm nói: Ta nay cũng ở trước Đức Phật, dù giáo pháp vi diệu của cõi Phật này mà dũng mãnh thọ trì, giờ ở thế giới ngũ trược này mà lưu truyền bằng bốn loại dạy tôn quyết của Đức Thích Ca Như Lai, từ đây trở lui cho đến khi Đức Thích Ca diệt độ, ta luôn khiến cho pháp giáo hóa này sẽ được rực rỡ. Từ theo đất nước nào có chúng sinh chánh tín, ta đều đem cho khiến cho chẳng tối lui, mau ra khỏi lưới mạng. Nếu pháp môn này mà thế giả nào chưa lưu hành thì ta sẽ khiến cho lưu hành. Nếu chỗ đã lưu hành thì ta sẽ khiến cho lòng tin ấy thêm sâu rộng bội phần. Những thiện nam thiện nữ nào ở trong thành ấp xóm làng đó, ta sẽ ủng hộ nuôi dưỡng cho họ có tự tâm, ngăn chặn việc phi nghĩa của họ, trang bày thiện nghĩa. Từ chỗ có pháp môn bất thoái ma trường đại la ni, ta sẽ cho ghi chép giữ gìn. Tùy theo chỗ có pháp sư nào lên tòa sư tử muốn khai thị giảng nói thì trước tiên pháp sư phải chế tâm tụng chân cố đại la ni này, kêu gọi triệu mời ta cùng các quyến thuộc. Ta sẽ tự đi đến chỗ vị pháp sư đó, vì ông mà tạo sự ủng hộ và khiến cho chúng nghe pháp được đầy cái tường. Đại phạm diệu âm ở trước Đức Phật nói: Chú, đa địa gia ta, a bà di, a bà di, a bà ly, a bà ly, bạc lý quân xà na trà na tra, bổ sa ca la bà hà, xà lầu khư ma khư gia, y lê nhị lê, chỉ lê nhị lê, các chỉ già là mẫu đà ly, mẫu đà la, mẫu bả, ta bà hà. Từ Thế Tôn, chỗ nào có pháp sư nói pháp, trước tiên cậu phải tụng câu chú này: Con dùng thiên nhãn thanh tịnh ở thượng giới nghe âm thanh ấy mà chẳng đến chỗ đó để làm việc thủ hộ, và con đã lừa dối tất cả các đức Phật quá khứ, vị lai và hiện tại, chư Phật cũng không khiến cho con được vô thượng chánh đại chánh giác. Con nhất định đi đến chỗ vị pháp sư nói pháp đó, cũng cần làm lễ dưới chân cũng cùng pháp sư biện tài đại tuyết. Con sẽ làm cho pháp sư và chúng nghe pháp tất cả bệnh khổ ác kiến ác tác lòng tà nghi hoặc đều được đoạn diệt hết. Thưa Thế Tôn, tùy theo phương tiện với pháp môn này mà nếu có người tọa trì độc tụng thì con và quyến thuộc sẽ đi đến chỗ người đó. Nếu ở đó có tất cả những thứ đấu tranh đó kém, bệnh hoạn ưu não oán lịch trong ngoài, nắng hạn mưa ngập là nóng thất thường tự gió mưa chạy đúng lúc, ác kiến ác tác thì con sẽ làm cho tiêu diệt cả những nỗi sợ của người và chẳng phải người xuất sinh, những giấc mơ chẳng tốt lành, ác tướng ác nhân không có nhuận trạch, vị đắng thô ráp cay thối khó chịu, tất cả những hoài nạn như vậy con sẽ đoạn trừ hết, cho đến sư tử ác tú, rồng độc trâu hoang, xà lan đạo tặc, nhân phi nhân, gian trá vô lượng những nỗi sợ con cũng đều đoạn diệt hết, sẽ khiến cho chúng sinh được độ ưa thích như đầy đủ ngũ cốc dược thảo hoa quả đồ ăn uống thượng vị, y phục nhà cửa chăn chiên ngoại cụ và quả báo được thành tựu số mãn. Ở chỗ có pháp môn này lưu thông, nó có vị chẳng lợi ích, con sẽ ngăn chặn việc lợi ích thì con sẽ khiến cho thành tựu là chúng sinh đó ưa tin, tin ở chánh pháp làm hành thiện thì con sẽ răng bày khiến cho phước tăng trưởng. Con ở trước tất cả các đức Phật này lập đại tự nguyện, nguyện xin chư Phật đồng thương xót con, khiến cho đại nguyện làm Phật sự của con thành tựu. Nguyện thành tựu mọi chỗ sở y của ý đều tròn đầy, nguyện tròn đầy về những thành tựu sở tác của bậc trượng phu. Bấy giờ Đức Thích Ca Như Lai đứng đầu cùng tất cả chư Phật đồng chung sự thương xót thâu nhận lời phát nguyện của đại phạm diệu âm, giờ cùng nói:
Này thì Nam, chúng ta sẽ đem chú Đà La Ni cho ông thọ trì. Vì sao? Vì nếu tất cả đều tất phạm phương, hồi thế tứ thiên vương và những trời đồng già xoa kẻ thất bại Atula khác, đối với lời thánh giáo của Đức Đức Phật là khởi tâm thật bất bất tịnh, thì nhờ lực của chú này đều sẽ được nhiếp phục. Khi dự âm đại phạm tác khởi như vậy, thì việc làm của bậc đại trượng phu xem như đã được hiến lập cho Phật mười phương đồng sáng lên, nguyện cho nguyện lực của dự âm đại phạm thành tựu. Đức Phật liền nói: chú đại địa giả ta giả vấn trì vấn tràng bà lý sĩ đề hai màu ma, hai màu ma ta la xoa ba la cửu ta nhị khơ ba lý bà ha giả la ma giả tha giả sư tỷ khơ a mậu la bả lý sĩ đề các bà bồ đề địa sử sĩ chi ta bà ha. Đức Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn nói xong, chú đó lại nói: này thì Nam, Đà La Ni này có thể khiến cho tất cả ma và đế thích phạm vương hộ thế tối tiên vương và những trời rồng và xoa cả thất bại Atula có ánh sáng lớn giúp lấy tất cả nhân phi nhân đều có và đều có thể khiến cho họ hồi hướng công đức chư Phật. Hôm nay nếu có thể thọ trì Đà La Ni ấy, tức là đã có thể làm việc làm của bậc đại trượng phu. Đại phạm dư âm thưa: thưa Thế Tôn, con nay dùng hình tướng nữ nhân này sẽ khéo hộ trì tất cả nữ nhân, sẽ khéo thành thục tất cả nữ nhân. Từ Thế Tôn, nó có nữ nhân chán ghét tăng lữ cầu tướng trường phu thì phải tạo trì độc tụng chép thành sách cúng dường cái này. Con sẽ đi đến chỗ nữ nhân ấy giúp họ thành thục việc tạo trì độc tụng chép thành sách cúng dường chỗ này. Nó có nữ nhân nhàm chán những tai họa nam nữ tôi cũng nên tạo trì độc tụng chép thành sách cúng dường cái này. Như vậy sức trì chú của nữ nhân tuy chưa lì dục nhưng chẳng thọ thai là có nữ nhân bị người khác khinh khi hèn hạ, bị người lừa dối lấn hiếp mất hết các lạc thọ thì cũng nên đọc tụng Đà La Ni này. Do sức uy thần của Đà La Ni, tất cả sẽ được toại nguyện, các niềm vui sẽ được thành tựu. Lúc bấy giờ đại phạm vì sự cúng dường, vì sự hộ trì pháp môn Đà La Ni thần lực này, vì thỏa mãn nguyện tất cả chúng sinh, liền dùng hai tay bưng cặp báo ma đi dâng lên cúng dường. Tất cả chư Phật mười phương các Đức Phật đồng lên tiếng: đúng vậy, đúng vậy, này Thiện Nam, nguyện cho ông luôn có thể hộ trì Phật giáo đảm bảo nguyện chúng sinh. Phẩm 7 nhiếp tọa diệu pháp. Bây giờ trong hội có vị Đại Bồ Tát tên là Diệu Tuệ Thông Đạt ngồi trước Đức Như Lai Thắng Châu Viêm, cách Đức Như Lai Thích Ca chẳng xa. Ở trong khoảnh khắc mâu nút hốt đà hiện làm tướng phạm, trong khoảnh khắc hiện làm hình tướng ma cho đến hiện hình tướng trời đế thích, hình tướng trời tam hóa tự tại, là nơi ông hiện làm hình tướng các bậc trời như hình tướng trời hóa lạc, trời đấu xuất, trời nhà ma, trời tứ thiên vương, trời đại tự tại, hoặc hiện hình tướng già xoa atula kalola khẩn na la ma hầu la già la sát ngạ quỷ tỳ xá già cứ bàn trà sát loại bà la môn tỳ xá thủ đà, hoặc hiện hình tướng sư tử voi ngựa trâu nước cho đến thì hiện đủ thứ hình tướng xuất sinh. Ở trong khoảnh khắc sát na ông hoặc hiện chim cây núi trái cây y phục mọi cụ đủ thứ y dược khế cụ báu trang nghiêm. Trong khoảnh khắc sát na ông thể hiện hình tướng hình tượng Phật, hoặc hiện 84.000 thứ sắc tướng cho đến những hình dáng diện mạo tròn vuông nhan sắc tịnh diệu. Bây giờ trường lạc Phú Lô Na Di Đà Lai Ni Tử đứng dậy chắp tay hỏi Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai: thưa Thế Tôn, vì nhân duyên gì, nhân gì duyên gì mà vị Bồ Tát này có 84.000 tướng tịnh diệu và đủ thứ loại thân vuông tròn sắc dụng như vậy? Đức Phật bảo tôn giả Phú Lô Na: Bồ Tát này có đại công đức giúp lấy cảnh giới lực mà tất cả thanh dân bất chi Phật chẳng thể bị kịp. Đại Bồ Tát Diệu Tuệ Thông Đạt theo chỗ trụ kia mà lãnh thọ cảnh giới lực để thành thục chúng sinh, tất cả thành văn bích vật chẳng phải ở địa vị ấy. Tùy theo vô lượng vô số chúng sinh đi khắp mười phương hoặc tịnh hay bất tịnh ở những cõi Phật, ông ấy thường dùng tuệ nhãn không chướng ngại để thấy đúng như sở nguyện, đúng như điều nghĩ, đúng như sự ràng buộc phiền não, đúng như chỗ nương già. Bồ Tát này và tam bồ như vậy dùng sắc màu uy nghi để tùy theo chỗ vuông tròn đầy đủ các loại sắc tướng cho đến hình tướng Phật để hóa độ chúng sinh.
Eri họ ở tam thừa, đồ địa vị bất nói. Nếu chúng sinh vì tham lam, những vọng cầu mà chẳng tự tại, thì vì đoạn dứt sự tham đó, ông sẽ cho họ nhu cầu ấy, sau đó mới an trí họ vào địa bất thoái. Nếu người bệnh hoạn còn thuốc men, thì ông liền cho họ thuốc, sau đó mới an lập họ ở địa vị bất thoái. Này Phú Lâu Đà, Bồ Tát Diệu Tuệ thông đạt này, ở trong một ngày có thể độ được số chúng sinh nhiều như các sông Hằng, giải thoát tất cả khổ, an trí họ vào địa vị bất thoái tam thừa. Tôn giả Phú Lâu Đà bạch Phật: Thưa Thế Tôn, vị thị năm này thành tựu chúng sinh, làm việc có bậc trượng phu, đến nay đã lâu chưa? Đức Phật nói: Số kiếp lâu bằng vi trần của A Tăng Kỳ Quả Phật, ông thị năm này đã phát tâm vô thượng chánh đại chánh giác. Trải qua thời gian ấy, ông đã được sức tâm mùi gia hộ, kiến lập việc của bậc trượng phu cho đến nay. Là nơi ông ấy cũng đã trải qua 64 A Tăng Kỳ kiếp. Phú Lâu Đà thưa: Bồ Tát Diệu Tuệ từ đây đến bao lâu và ở cõi Phật nào sẽ được vô thượng chánh đại chánh giác? Đức Phật nói: Là trải qua 2600.000 đại kiếp, qua khỏi số kiếp đó rồi, có đại kiếp tên là Năng Độ, có thế giới tên là Mani Hoa Tu Mạng. Chúng sinh nước ấy đều sống lâu 40.000 năm. Bồ Tát Diệu Tuệ ở trong số chúng sinh ác làm việc ngũ nghịch bất thiện sẽ thành vô thượng chánh đại chánh giác. Đức Phật ấy hiệu là Khai Phu Vô Biên Quan Như Lai A La Hán Tam Biểu Tam Phật Đà. Đức Phật ở trong 40.000 năm luôn luôn làm Phật sự và dùng sức tam thừa thành tục chúng sinh, khiến cho hết thảy họ được bát niết bàn. Từ đó trở về sau, Đức Phật Vô Biên Quan dùng cho vô niết bàn và vào niết bàn. Tôn giả Phú Lâu Đà thưa bạch Thế Tôn, những chúng sinh đã được Bồ Tát này thành tục trước đó sẽ sinh ra ở đâu? Đức Phật nói: Là Bồ Tát này trước đã tác khởi nguyện chẳng tự nhiếp thọ như vậy, mười phương thế giới ở mỗi một phương cõi Phật nối nhau không gián đoạn nhiều như số vi trần, các Đức Phật có trong những cõi Phật đó khiến cho ta được thấy. Nếu ta chẳng thấy những Đức Phật đó, chẳng thù lấy vô lượng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Trước đây lúc ta thành Bồ Tát Đạo, khi phát chúng sinh thì trước tiên là phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, rồi thể hiện giáo hóa. Kiến là phải sáu pháp ba la mật, người đã thành tục thì biến khắp các cõi Phật trong mười phương. Người đã được vô thượng chánh đẳng chánh giác thì cũng khiến cho ta nhìn thấy, nhờ thần lực trang nghiêm tam ba đề giáo hộ như vậy. Nên mỗi một cõi Phật tiếp nối không gián đoạn theo số các cõi nước nhiều như vết tròn ở mười phương, ta có thể làm việc của bậc đại trượng phu như vậy. Và đối với chúng sinh tạo tác ngũ nghịch tội trang theo trị, cho nên chúng sinh đầy đủ pháp bất thiện, trong những cõi Phật đó, sau khi mạng chung ở đó, nhờ nguyện lực của ta đã đều phản sinh đến cõi nước của ta. Ta làm Bồ Tát khiến cho chúng sinh này gieo trồng các căn lành, an trí họ vào địa vị không thoái chuyển, sau đó thân ta sẽ thủ lấy chánh giác. Bồ Tát Diệu Tuệ có nguyện lớn như thế. Lúc bấy giờ, các vị Bồ Tát đến từ các cõi nước chư Phật trong mười phương đồng nói: Chúng ta hôm nay từ khắp nơi phân tập đến cõi Phật này, được thấy đại sư có tướng như vậy, thấy những vị Bồ Tát có đầy đủ đại bi, đại tập hội, và được nghe điều xưa kia chưa nghe, pháp thức ủng hộ của Kim Cang, pháp đẳng dân chuyên pháp, tâm năng kiến lập tội tối đã lấy ấn cứu sai biệt môn ký của các Đức Phật quá khứ, vị lai và hiện tại. Phẩm 8 Thọ Ký. Lúc bấy giờ, Đức A Xuất Như Lai bảo khắp tất cả đại chúng: Ta khuyên tỳ nam các ông phàm thiên đến Thất Tứ Thiên Vương rồi đồng giả sở A Tu La Ca Lâu La Khẩn Na Nam Hậu La Dạ Nhân Phi Nhân, những người có niềm tin thanh tịnh đối với lời dạy của Đức Phật đã tập hồi về đây, được thấy tất cả các Đức Phật Thế Tôn và các vị Đại Bồ Tát đã thích Phạm Vương, Thiên Vương Nhân Phi Nhân ở khắp nơi vân tập lại. Tiếng lớn như vậy rất là khó được. Cái hôm nay thấy được tái tập hội ở chỗ này đứng trước Đức Như Lai, các ông từng người nên tự nguyện: Các ông nếu ở cõi Phật này, nếu có ở thời hiện tại đời vị lai, thì nhất định có thể hộ trì diệu pháp này, khi do hạt giống tam bảo thường được hân thạnh. Bây giờ có ma tên là Tức Hoa dùng khí cụ bảy báu đường đủ thứ hoa quả và mạch nha, tự biến thân hình mình thành hình dáng nữ nhân với đầy đủ sắc tướng vi diệu đang chánh đệ nhất, dáng mạng không ai sánh bằng. Mà đó giữ y phục đệ nhất, nghiêm sức thân mình, ban đồ báu đường hoa, gia lên cúng dường Đức Phật, nói: Xin cái Đức Phật Thế Tôn một lần nghĩ đến con.
nơi các Đức Phật ở trong thế giới này và thế giới khác đã tập hội ở đây cho tất cả chư Phật tế tu như vậy. Hôm nay con đem tất cả hoa trái và mạch nhà đoạn đầy trong bảo khí hiến dâng lên Đức Phật. Nguyện xin chư Phật từ bi thâu nhận hết, cho con thành tựu viên mãn nguyện Bồ Đề. Cho con hết hiện kiếp này ở trong tất cả cõi Phật, sẽ dùng hình tướng nữ nhân ban cho chúng sinh đồ ăn thức uống hoa trái cho đến thành tục chúng sinh. Nhờ phước báo này khiến con viên mãn đủ sáu pháp ba la mật, được thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, và chúng sinh mà con đã hóa độ đều được cung cấp không có sự thiếu thốn. Lúc bấy giờ tất cả các Đức Phật đồng nói: Hay thay, hay thay, này thì Nam, ông có thể dùng tâm thanh tịnh kiến tập đại thí và cúng dường tất cả các Đức Phật tế tôn. Ta nay đã thọ sự bố thí của ông, khiến do những gì ông sở cầu rồi được như điều ông cầu, và cũng khiến cho ông được viên mãn ý nguyện cầu xin lúc bấy giờ là con đức thành tựu và thần thông thành tựu. Mà Thức Hoa lại nói: Như ở thành ấp thôn xóm, người nào có thể thọ trì khai thị cái điển này, có người chép kinh thành quyển và cúng dường, thì con sẽ ở thành ấp xóm lẻ đất nước đó, cho đến chỗ biên cương có người ở, làm cho hoa quả ngũ cốc đâm hoa kết trái. Ở tông lâm ấy mọi sự đều thành tựu, chúng sinh có tất cả những chỗ đó, thậm chí loài cầm thú ăn hoa quả thì con cũng đều khiến cho sung túc. Thưa Thế Tôn, nếu có người nào ở bất cứ đâu thích ăn trái cây nhưng chẳng được ăn mà mạng chung, hôm nay tức là con đã lừa dối tất cả các Đức Phật ba đời và những thánh chúng trong đại hội này, và cũng chớ cho con được chỗ thượng trên đại chánh giác. Chỉ trừ khi nghiệp hết và mạng hết, những thứ hoa quả mỹ vị có được đều khiến cho chúng sinh khắp nơi được thọ dụng. Do cá nhân này nên khiến cho con đầy đủ bố thí ba la mật. Nói những chúng sinh ăn quả trái thì những chúng sinh này sẽ khởi tâm bi làm lợi ích lẫn nhau. Do cá nhân này nên khiến cho con đầy đủ trì giới ba la mật. Nếu các chúng sinh thọ dụng hoa trái thì những chúng sinh sẽ khởi tâm nhu nhuyến. Do cá nhân này nên khiến cho con đầy đủ nhẫn nhục ba la mật. Nếu các chúng sinh thọ dụng hoa quả sẽ khiến lòng tinh tấn kiên cố. Do cá nhân này nên khiến cho con đầy đủ tinh tấn ba la mật. Nếu chúng sinh thọ hoa quả của con thì tâm xà pháp khởi lên vô thường tưởng. Do cá nhân này nên khiến cho con đầy đủ thiền ba la mật. Nếu chúng sinh thậm chí là cầm thú ăn hoa quả khi cho chúng pháp được trụ tấn không, do cá nhân này nên khiến cho con đầy đủ bát nhã ba la mật. Lại nữa, tùy theo chỗ có hành pháp môn này, những chúng sinh ở đó sẽ có đủ thứ lúa nước, lúa mì, đậu, hoa trái đủ loại. Do đó con cần ra sức lao động để vì những chúng sinh đó thu hoạch được nhiều hạt giống, khiến cho kho chứa lúa tràn đầy. Nếu chúng sinh đó cho đến là cầm thú ăn hoa quả thì con thì do cá nhân này khi cho con đầy đủ bát nhã ba la mật. Nếu ở một địa phương lưu thông khai thị pháp môn này thì tùy theo chỗ đó sẽ có mía, quả bồ đào, quả mật thạch lựu, tất cả nước cốt hương vị không thế nào mà không thơm ngon hơn bội phần so với thứ thường và những bình giò hũ đồ đựng của chúng sinh. Đều khiến cho tràn đầy. Nếu có chúng sinh thọ dụng thì đều được thêm lớn trí tuệ và sắc lực. Cho cá nhân này nó khiến cho con đầy đủ bát nhã ba la mật. Thưa Thế Tôn, con được đầy đủ nhân duyên thanh tịnh của sáu pháp ba la mật như vậy, khiến cho con được vô thượng trên đại chánh giác. Tất cả các Đức Phật và tất cả đại chúng Bồ Tát sẽ tùy hỷ cho con có thể tạo tác hành tướng của Bồ Tát như vậy. Tất cả các Đức Phật và tất cả đại chúng đều mặc như hứa khả. Lúc bây giờ có Đức Phật hiệu là Trí Tinh nói: Này thì Nam, ông sẽ mời tất cả chúng sinh làm đại thí chủ. Ông dùng tướng như vậy, sức như vậy, tinh tấn dũng mãnh như vậy, cần lao chẳng nghỉ như vậy. Này thì Nam, ông có thể tạo tác tướng lực tinh tấn như vậy, tức là đã làm việc của bậc Bồ Tát trụ phu. Mà Thức Hoa ở trước Đức Phật Trí Tinh nghe lời an ủi như vậy rồi liền bạch Đức Phật: Nguyện xin Thế Tôn một lòng hộ niệm cho nghiệp thiện của con thành tựu đầy đủ ở khắp nơi nơi, nếu chỗ nào và pháp môn này chẳng lưu hành, cho con cùng quyến thuộc luôn luôn trụ ở chỗ đó, và làm cho ngũ cốc thảo dược hoa quả của tất của cõi đất ấy bội phần nhiều thêm. Sắc hương mỹ vị đều đầy đủ, chúng sinh lúc nào cũng thọ dụng no đủ,
Kho đựng, hầm trữ đều chứa đầy. Tam giới đồ ăn của loài súc sinh cũng khiến cho phong phú. Do căn lành này khiến cho con đầy đủ bát nhã ba la mật. Thưa Thế Tôn, con ở cõi Phật này cho đến hết một ngàn kiếp. Để làm cho được các tướng lực tỏ ăn uống như vậy, để cho các chúng sinh trở nên sung túc. Thưa Thế Tôn, ở mỗi một đất nước của thế giới ngũ trược nhiều như các sông Hằng, vô lượng vô số như vậy, con thề thề sẽ ở trong một ngàn kiếp để làm Phật sự lớn. Sau đó thân con sẽ được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thưa Thế Tôn, ngày nay nếu con dùng câu thần chú này, nguyện tự trì tụng Mai Tất Hoa liền nói chú. Đa địa giả tha và di khơ, giả di khơ và di khơ, tỳ tỳ lý đa ha sa đế, bà ha bà ha bà ha, ta ma la a ta ma kiếm, ta la tri tỳ bà la tỳ, ta la ta luyện đà ly, ta la ma hiển đà ly, ta la bà sa luyện đà ly, luân hằng bà dạ ta ma kiếm, hù 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 hù, a tăng già sa tỳ, sĩ khơ sĩ khơ sĩ khơ, bà do bà nghĩa, ơ ba na giả, luân hằng bả dạ, tỳ xà pha la bố sở báo sa đề, đà na đà đê di đà, chiên đà la si di, sa văn bà ha đê, ta ma la, ta ma kiếm, ta miệu ba la đệ bát na bà phim, ta sĩ ca lý dạ ma ni, ma nhị ma nhị, ma mẫn xà bà la, ta bà ha. Mà Tức Hòa nói chú rồi, từ bạch với Đức Phật. Thưa Thế Tôn, chỗ nào có thể khai thị pháp môn kinh này, nhà cầu đã lên đến đây, còn đến chỗ đó, như muốn tự mình thành tục, di hành bồ đề trọn đủ. Lúc bấy giờ, tất cả các Đức Phật cùng khen ngợi, hay thay, hay thay. Tại đại hội, đại chúng đại Bồ Tát và tất cả đã phạm vương, đế thất thiên vương, hộ thế thú thiên vương, rồi rồng, dạ xoa, ca thất bà, Atula Kalola Khẩn La Ma Hầu La Già Cứ Bình Trà Tỳ Xá Già Nhân Phi Nhân. Từ trong tất cả các bậc Phật đã đến đây để đồng thanh xuống lên: Hay thầy, hay thầy, thưa thiện nam, ông có thể dùng hình tướng nữ nhân này tu hành sáu pháp ba la mật thành tựu chúng sinh bằng sức lực phước đức tinh tấn của chúng tôi. Chúng tôi nguyện cho việc Phật sự của ông sẽ được thành tựu. Đức Thích Ca Như Lai lại nói: Có ai thương xót thiện nam này thì có thể trợ giúp